kính chào cộng đoàn. Lời các thiên sứ ca mừng trong đêm Giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là sứ điệp của ngày đại lễ hôm nay. Vì thế, lễ Giáng sinh hôm nay không chỉ là hiện tại hóa một kỷ niệm, nhưng còn là ân sủng, là một mầu nhiệm, là một kỷ niệm. Vì lễ Giáng sinh nhắc lại một biến cố đã xảy ra trong lịch sử ở Bethlehem, xứ Judea. Nhưng ý nghĩa của ngày đại lễ không dừng lại ở đó. Cho bằng hiện tại hóa mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa vẫn đang làm người và ở giữa chúng ta hôm nay và mãi mãi. Lễ Giáng sinh là một ân huệ, vì hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm dân người và tỏ lộ vinh quang của người cho muôn dân. Để nhờ ánh sáng Giê-xu, mọi người nhận biết, yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần chân lý. Là một mầu nhiệm, vì lễ Giáng sinh mời mọi người chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi hài nhi Giê-xu. Vì yêu thương, Chúa ngôi hai đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người yếu đuối, chỉ trừ tội lỗi, để mời gọi và dẫn đưa con người trở về với Chúa. Vì thế, trong thánh lễ hiệp dân mừng Chúa Giáng sinh hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta cũng trở thành những dấu lạ điềm thiêng, để mời gọi mọi người dừng lại chiêm ngắm và thờ lạy Chúa Giê-xu thánh lễ. Trong tâm tình tri ân, cảm tạ tình yêu nhập thể của con Thiên Chúa làm người, xin kính mời cộng đoàn đứng hướng về phía tiền đình nhà thờ, đón chào đoàn rước và cha chủ tế, và cùng hân hoan sốt sắng hiệp dân thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Thứ tự đoàn rước: thứ nhất, hương lửa; thứ hai, thánh giá nến cao; thứ ba, đoàn thiếu nhi thánh thể; thứ tư, hội Lezo Maria; thứ năm, hội bác ái Martino; thứ sáu, hội dòng ba các minh; thứ bảy, hội các bà mẹ công giáo; thứ tám, hội gia đình phạt tạ thánh tâm; thứ chín, ca đoàn thiên thần; thứ mười, ca đoàn Cecilia; 11, ca đoàn Lezo Maria; 12, ca đoàn truyền tin; 13, ca đoàn thánh tâm; 14, ban điều hành các giáo họ; 15, ban thường vụ; 16, ban lễ sinh; 17, giúp lễ; 18, chống khẩu; 19, kiệu chúa hài đồng; 20, cha chủ tế; 21, cộng đoàn không trong hội đoàn. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con được ban cho nhân loại, người mang quyền bính ở trên vai. Danh hiệu người là Cố Vấn Kỳ Diệu. Chúng ta vui mừng được Thiên Chúa ban tặng người con cho chúng ta làm Cố Vấn Kỳ Diệu trong cuộc hành trình trần gian tiến về Thiên Quốc. Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta, không phải là người áp đặt chúng ta cho mọi việc, mà chúng ta tiến với Chúa một tâm hồn tự do với phẩm giá của một con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài đã đến phục hồi lại để làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Và trong tâm tình của người con hiếu thảo, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và mừng Đức Giêsu ra đời cứu chuộc nhân loại. Trong tâm tình tạ ơn, mỗi người chúng ta cũng thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót, nhất là những cái tư cách làm con Chúa. Đôi khi vì tội lỗi chúng ta đã đánh mất, chúng ta đã chưa sống xứng đáng
là người nghĩa tử mà Chúa đã ban tặng. Thành tâm xin Chúa tha thứ tất cả để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin ngâm lời chúng con đầu thân. Chúa ngự bên hữu đứng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phân gia con người cách kỳ diệu hơn nữa. Xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô, là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chí sách ngôn sứ Isaiah. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ, và nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi, cùng cất tiếng reo hò vang dậy. Họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem trước mặt muôn dân. Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của người, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta người bốn bể rồi ra nhìn thấy.
đó là lời Chúa. Khắp nơi nơi trên cõi đất này đã từng là từng xem thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì tay Chúa đã làm biết bao nhiêu việc lạ lùng. Chúa đã chiến thắng nhờ bàn tay mạnh mẽ oai hùng. Người đã chiến thắng nhờ cánh tay thiêng liêng thần thánh. Khắp nơi nơi trên cõi đất này đã từng xem thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Kìa Chúa đã biểu dương ơn người cứu thoát, mặc khai đức công bình trước mắt là mặt toàn dân. Hỡi toàn trái đất, ngày mừng Chúa theo tiếng cơ đàn, hãy hò reo lên, hãy chúc khen kêu cung đàn hát. Nào tiếng dâng mừng Chúa, khúc nhạc diệu êm, hòa theo tiếng tơ huyền, tiếng ca ngân nga nhạc khoan. Kèn trội vang lên, nhịp nhàng theo dòng ống vang dền, xưng tụng quân vương và tăng tụng quân vương ngự đi. Khắp nơi nơi trên cõi đất này đã từng xem thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Khởi đầu thư gửi tín hữu Hiếp-ri. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu Người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trỗi hơn họ bấy nhiêu. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: "Con là con của cha,
ngày hôm nay cha đã sinh ra con, hoặc là ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta. Còn khi đưa trưởng tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến trần gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, vì lời công bố các lời chúng con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các thiếu nhi, các con rất thân mến, cộng đoàn chúng ta cùng với các em thiếu nhi hướng về hang đá trong nhà thờ. Thiếu nhi thấy năm nay Chúa sinh ra ở nước nào biết không? Cái hình trên đó là trước hàng đá đó, hình to có cái tháp cao cao, nó ở nước nào biết không? Nước nào? Nước Anh. Đây là tháp đồng hồ nổi tiếng của nước Anh á. Thấy chưa? Ai mà không biết cái biểu tượng này là hơi khó khăn đấy. Rồi ở dưới chân hang đá, dưới hang đá Giáng sinh đó, Chúa Giêsu Đức Mẹ đó. Rồi có cái gì? Có cái gì? Dưới hang đá đó là có cái gì? Có cái gì? Cái gì? Cái xe.
xe này là xe gì? Xe đông lạnh hay xe tải hay là xe hơi? Xe gì? Xe tải thì nó cái thùng, nó không có cái hộp. Còn cái xe này nó có cái thùng sau, gọi là cái gì? Nếu mà biết tiếng nước ngoài ta hay gọi là xe container. Xe container. Còn cái loại container này là cái xe mà trong đó nó có cái đông lạnh. Xe đông lạnh. Thế sao các con biết là Chúa sinh ra ở nước Anh rồi lại có cái xe là xe tải, xe container, thùng đông lạnh? Các con có biết không? Cái xe đó là cái xe gì? Chở ai? Chở bao nhiêu người? Bao nhiêu người? 39 người Nga hay là người Trung Quốc? Người nào? Người Việt Nam. Ủa sao lại người Việt Nam lại chui vô trong cái xe đông lạnh làm gì vậy? Sao lại chui vô xe đông lạnh? Chỗ lạnh lắm mà, âm 25 độ C đấy. Âm 25 độ C. Còn sống được không? Lạnh quá, lạnh đi. Sao lại chui vô trong xe đó? À, đây là một biểu tượng anh chị giáo lý viên năm nay thiết kế cái hàng đá để diễn tả cái chủ đề của giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội là hãy về nhà. Chúa Giêsu nói chữa một cái người bệnh xong, anh hãy về nhà với gia đình. À, cái chủ đề đó tiếp diễn trong mùa Giáng sinh này. Chúng ta nhìn vào cụ thể của biến cố, xin lỗi, của một sự kiện, đó là những người con trong gia đình đã liều mình ra đi, ra thật xa, đi thật là xa, đến một cái nơi nào đó có thể giúp cho gia đình mình bớt nghèo khổ, được vinh dự với láng giềng hàng xóm và mọi người với công sức mình làm ra. Ở một đất nước người ta biết quý trọng cái sức lao động, người ta được trả công xứng đáng với cái sức lao động bỏ ra để mà có thể về giúp đỡ cho gia đình mình. Những người con đã ra đi và 39 người con quê hương đất Việt đã bỏ mạng trong cái xe đông lạnh, chết cóng, chết đông lạnh. Cái điều đó chúng ta nhìn lên một chút xíu nữa, lên hàng đá. Thiếu gì các con nhìn lên trên cái xe đông lạnh là hàng đá. Các con thấy gì trong hang đá? Những ai? Người nhỏ nhất đầu tiên là ai? Em bé Giê-xu mà chúng ta gọi là Chúa Giê-xu của mình. Người ngoài người ta gọi là thần em bé. Rồi bên trái của Chúa là ai? Thánh Giuse. Bên phải của Chúa là ai? Mẹ Maria. Thế các con thấy Chúa Giêsu từ đâu đến? Từ đâu? Từ đâu? Nói lớn lên, từ đâu? Chúa Giêsu từ trời ngự xuống. Trời là nhà của Ngài. Ngài đang ở trong một gia đình rất hạnh phúc, có một người cha rất yêu thương, có Chúa Thánh Thần luôn nối kết tình yêu giữa cha và con. Ngài ở trong một gia đình hạnh phúc, không đói khổ, không nhục nhằn, không cay đắng, không buồn phiền, không chán nản. Một gia đình của Ngài tuyệt vời, gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế tại sao Ngài phải bỏ nhà ra đi? Thiếu nhi biết không? Ngài đã bỏ nhà, ngôi nhà hạnh phúc của Ngài để ra đi. Đến nơi đó có mình à. Có Thánh Giuse, Đức Mẹ, cha nuôi và người mẹ sinh mình ra.
Người mẹ thì chân yếu tay mềm, người cha thì lao động cực khổ. Cha mẹ trần gian là một cái điều để hình thành nên một con người. Đây cha nhấn mạnh đến điều Thiên Chúa ngôi hai con của Chúa Cha đã bỏ nhà ra đi vâng lời Chúa Cha đến trần gian để cứu độ loài người. Thế loài người tại sao phải cứu độ vậy? Loài người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Ấy con người khác chi hơi thở vùn vụt tuổi đầu tựa bóng câu, chớp nhoáng thôi là qua rồi. Một cơn gió thoảng là đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc không còn ai biết đâu. Con người giới hạn như vậy, con người là gì mà Chúa phải bận tâm như vậy? Thiếu nhi biết không? Thưa ông bà anh chị em, cái điều này các em còn phải học thêm. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Bất cứ ai là người là hình ảnh của Thiên Chúa, không kể tôn giáo nào hết. Đã là mang hình người, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh đó là sao? Hình ảnh đó là một con người giống Chúa, có trí khôn hoàn hảo, tuyệt vời. Trí khôn con người là giống Chúa nhất. Thứ hai là nó có tự do. Thứ ba là nó có linh hồn bất tử, vì nó được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Chính Ngài đã ban sinh khí và ban thần khí, để nhờ sinh khí chúng ta sống trong cuộc đời tự nhiên, và thần khí hướng dẫn chúng ta nhận biết đâu là chân lý, đâu là điều chúng ta phải đón nhận. Đấy là một con người xinh đẹp, nhưng mà đã bị ma quỷ là kẻ cầm đầu tội lỗi hủy diệt con người, xóa bỏ một cái hình ảnh đẹp. Cho nên Chúa Giêsu là Thiên Chúa ngôi hai từ trời xuống đến làm người, để phục hồi cái phẩm giá của con người chúng ta, để cho những ai tin vào Ngài thì được làm thiên tử. Chứ không phải ngày xưa nhà vua mới được gọi là thiên tử. Ngày hôm nay chúng ta tin vào Đức Giêsu, chịu phép rửa là trở nên con Thiên Chúa, con trời. Hình ảnh này rất đẹp đấy. Đừng có làm xấu nó đi nha. Đời giờ muốn làm đẹp thì làm sao? Muốn làm đẹp chúng ta phải nhìn vào. Chúng ta đẹp là nhờ cái gì biết không? Thiếu nhi biết không? Tất cả mọi người đều đẹp là nhờ cái gì? Nhờ có cái gì mà mình biết rằng người ta đẹp? Một người ở trong bóng tối có thấy gì không mà đẹp? Đúng không? Vậy thì nhờ gì mà người ta đẹp? Đứa nào vừa nói hay lắm á. Nhờ gì? Nói to lên cho mọi người cùng nghe. Nhờ gì mà người ta, chúng ta thấy chúng ta đẹp? Đúng rồi, nhờ ánh sáng mà chúng ta biết chúng ta đẹp. Vũ trụ này đẹp, thiên nhiên vạn vật này đẹp. Không có ánh sáng là chìm trong bóng tối, mọi người đem thù lùi như quỷ xấu xí. Cho nên Chúa đến để cho chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Và Chúa cho chúng ta được trở thành ngôi đền thờ của Chúa Thánh Thần, và làm đẹp cái ngôi nhà của Thiên Chúa, ngôi đẹp cái hình ảnh đó. Cái ánh sáng giúp chúng ta thấy đẹp thì chúng ta phải chăm sóc cho vẻ đẹp này. Thì chăm sóc cho vẻ đẹp thì chăm sóc cái đầu tiên là gì? Thưa là sự sống. Phải chăm sóc cho sự sống của mỗi người chúng ta. Đừng có ham coi tivi rồi quên ngủ. Đừng có mãi cầm cái điện thoại suốt đêm rồi không ngủ. Rồi đừng có ngồi học bài cho đến tận khuya rồi thiếu ngủ. Học bài nhiều lâu quá ban đêm làm sao? Mắt mờ, đầu bạc, chắc răng long gối mỏi lắm ạ. Đúng không? Học nhiều quá mắt mờ, ngồi đèn đêm quá tóc bạc,
chưa già mà đã bạc đầu rồi, học vừa vừa thôi, còn học giáo lý nữa, còn lo đọc kinh cầu nguyện nữa, chứ đâu có phải là ngồi học bài rồi quên cả đọc kinh cầu nguyện. Chăm sóc cho cái sự sống của chúng ta, sự sống đó là sự sống thể xác, tinh thần và tâm linh. Đấy, cái sự sống đó nè, chứ không phải có sự sống thể xác không đâu, hay sự sống của tinh thần không đâu, hay là sự sống tâm linh chắp tay cầu nguyện hoài, không phải đâu. Mà là cả ba phải toàn diện. Mà anh chị em thân mến, Đấng Ngôi Hai xuống thế làm người cho nhờ cho chúng ta điều đó. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin, và khi đọc tới bài phép Đức Chúa Thánh Thần, mọi người quỳ gối. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, chia sẻ mọi vui buồn của chúng ta với tâm tình cảm tạ tri ân. Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Khi Giáng sinh làm người, Đức Kitô đã khai mạc một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thái bình thịnh vượng,
mà các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội Thánh Chúa luôn tươi trẻ, hầu có thể thích nghi với mọi thời đại. Đức Kitô đã mang thân xác yếu hèn của nhân loại khi xuống thế làm người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người mù được thấy, kẻ đau yếu mau lành bệnh, và những tâm hồn đau khổ được an vui. Đức Kitô đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn tại hang đá Bethlehem. Chúng ta hiệp lời cầu xin người ui an, nâng đỡ những kẻ đói rách cơ bản. Đức Kitô Giáng sinh mang sứ điệp yêu thương và vui tươi đến cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết chia sẻ tình thương và niềm vui với những người nghèo khổ bất hạnh đang sống chung quanh mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bỏ nhà cha của mình để đến với chúng con, nhận lấy thân phận yếu đau, thân phận giới hạn, thân phận của nhiều những nỗi vất vả trong cuộc đời. Chúa đã chia sẻ với chúng con phận người đau khổ, để chính Chúa đã thánh hóa sự đau khổ của chúng con, biến nó thành một niềm vui được hưởng nỗi phúc thiên đàng mà Chúa dành cho chúng con. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Chúa, đây là lễ vật chúng con dâng trong ngày đại lễ này để tôn thờ Chúa cho phai đau. Xin Chúa thương chấp nhận và làm cho mọi người được ơn hòa giải và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhâm thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chú tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Ân cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thứ gây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và nên dâng Chúa thánh thần cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Anton, Teresa, Vicente, Anton, John, Bautista, ba linh hồn Maria, ba linh hồn Giuse, linh hồn Phêrô, Đa Minh, Maria, Teresa và các linh hồn Maria mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời,
cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hồng nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dân huyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
với thiên thần hòa vang câu hát. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật từ ai sáng như công bình. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng, mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng, tìm hang bê lem những mục đồng mau bước, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai. Con hợp với mục đồng thờ lạy Chúa, con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Là giây phút thinh lặng thánh, chúng ta hơi cúi đầu tin Chúa đang ngự trong tâm hồn và chúng ta thân thưa với Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hôm nay Chúa đã cho vị cứu tinh ra đời để chúng con được tái sinh làm con Chúa. Ước chi người cũng cho chúng con được hưởng phúc trường sinh, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vô cùng thiên hào đã nhờ con của Ngài nhập thế mà xua đuổi bóng tôi trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiển mà sáng soi đêm cực thanh này. Xin Ngài xoa tan bóng đen tật sâu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức.
Thiên Chúa đã muôn nhờ Thiên Thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại. Con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài. Và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.